Chào các em, hôm nay thầy sẽ ôn tập kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1 cho các em. Có 5 điều cần lưu ý. Chúng ta sẽ làm bài vào tuần 9, đề là đề chung, hình thức là trắc nghiệm và tự luận. Chúng ta có 90 phút làm bài và ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa lớp 8 bộ Chân trời sáng tạo. Giới hạn nội dung ôn tập, các bạn ôn cho thầy 2 bài. Bài 1 và bài số 2. Bài 1 gồm có thơ 6 chữ, 7 chữ. Từ tượng hình, từ tượng thanh. Viết đoạn văn, ghi lại cảm xúc về một bài thơ tự do. Bài 2 gồm có văn bản thông tin, giải thích một hiện tượng tự nhiên. Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp. Viết bài văn thuyết minh, giải thích một hiện tượng tự nhiên. Những nội dung có thể nằm trong đề liên quan đến bài số 1. Thơ 6 chữ, 7 chữ. Người ta có thể yêu cầu các bạn xác định những cái sau đây. Hãy thơ, cách nhận biết. Cách vô vần, vị trí vô vần, tác dụng. Ngắt nhịp, tác dụng. Các biện pháp tu từ, tác dụng. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ, mà cảm xúc trong bài thơ. Thông điệp rút ra từ bài thơ. Ở nội dung từ tượng hình và từ tượng thanh, người ta có thể yêu cầu chúng ta tìm từ tượng hình, tượng thanh có trong văn bản. Sau đó đặt câu có chứa từ tượng hình và tượng thanh vừa tìm được. Một vài lưu ý khi đặt câu là câu phải có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu kết thúc câu. Và trong câu phải chứa cái từ tượng hình, tượng thanh vừa tìm được. Và lưu ý cái câu chúng ta đặt không phải là cái câu chúng ta chép lại cái câu văn đã có trong văn bản người ta trích dẫn. Về viết đoạn văn, chúng ta có thể được yêu cầu viết đoạn văn khoảng vài câu, nêu lên suy nghĩ về một chi tiết nào đó trong văn bản hoặc liên hệ bản thân của chúng ta. Những nội dung có thể ra liên quan đến bài số 2. Trong nội dung văn bản thông tin giải thích hiện tượng tự nhiên, người ta có thể yêu cầu các bạn nêu ra mục đích của văn bản thông tin giải thích hiện tượng tự nhiên, cấu trúc của văn bản thông tin giải thích hiện tượng tự nhiên, cách trình bày thông tin trong văn bản thông tin giải thích hiện tượng tự nhiên mà người ta trích dẫn. Phần 2, đoạn văn diễn dịch quy nạp song song phối hợp. Người ta có thể yêu cầu các bạn tìm cái đoạn văn diễn dịch quy nạp song song phối hợp, hoặc người ta tìm sẵn, người ta yêu cầu các bạn xác định xem cái đoạn văn đó trình bày theo kiểu nào, sau đó có thể yêu cầu các bạn nêu chức năng của đoạn văn đó. Về phần viết đoạn văn liên quan đến bài số 2, chúng ta có thể được yêu cầu viết đoạn văn khoảng vài câu nêu lên giải pháp và hiểu biết của em về một hiện tượng tự nhiên nào đó. Và đây là phần viết. Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên. Phần này 4 điểm các em cần lưu ý. Đầu tiên, các bạn cần phải chọn đúng hiện tượng tự nhiên. Phải là hiện tượng tự nhiên. Thầy có vài gợi ý cho các bạn. Núi lửa, cầu vồng, vòi rồng, mưa đá, lũ quét, cực quang, bão cát, sa mạc, chim di cư, ngủ đông ở động vật. Chúng ta lưu ý chúng ta chọn những cái hiện tượng tự nhiên nào quen thuộc trên đất nước ta và quen thuộc với các bạn. Một là để chúng ta có thể hiểu biết về nó, chúng ta có khả năng viết về nó. Hai là để chúng ta có thể quan sát được trong đời sống của mình, ứng dụng được trong đời sống của mình. Đây là dạng ý của một bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên, gồm có 3 phần: phần mở đầu, phần nội dung, phần kết thúc. Lưu ý, để tăng thêm sự hấp dẫn cho văn bản của mình hoặc để lôi cuốn người đọc, chúng ta có thể thêm trước phần mở đầu là phần sabo, và phần kết thúc có thể không có trong bài văn thuyết minh giải thích hiện tượng tự nhiên. Và đây là bản kiểm. Khi các bạn làm bài cần phải liên hệ bản kiểm, đối chiếu bản kiểm để xem bài viết của mình đã đạt được những tiêu chí mà bản kiểm đưa ra đối với một bài văn thuyết minh giải thích hiện tượng tự nhiên hay chưa. Thầy chúc các em làm bài thật tốt.